chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Đấy, các bác hôm nay em lên các bác em họa mi bộ 72g các bác nhá. Dáng ngũ trưởng to như khiếu luôn. Em này thì chim thuần sách lồng vẫn hot này các bác này. Đấy. Nhưng mà có cái nó chưa thuần đét hẳn anh em ạ. Em đang sách lồng này mà con chim nó vẫn có hiện tượng nó hơi ngượng ngượng, nó kiểu nó chưa tự tin hẳn anh em. Mẹ con chim mới về sáng nay xong anh em nhá. Con này có thể nói là siêu phẩm luôn anh em ạ. Em sẽ quay cho anh em một đoạn video sách lồng. Và lát nữa em sẽ quay cho anh em để xuống anh em nhé. Và cho anh em xem con chim nó hot như nào anh em nhé. Con này nếu mà để xuống nó hot rất là tốt luôn anh em ạ. Siêu to khổng lồ luôn anh em ơi. Mùa này mà kiếm được chú chim mà bộ to như này thì cực kỳ là hiếm luôn anh em nhá. Đấy các bác nhá, bây giờ em sẽ để con chim xuống và quay video cho anh em xem anh em nhá. Đấy các bác em phập mồm là con chim hót rồi. Hiện nó khá là căng luôn. Bây giờ em sẽ để xuống để cho nó tự nhiên nó hót các bác nhá. Đây các bác nhá, sau khi mà em để rời tay nó ra thì con chim nó tự tin đứng hót như này các bác anh em. Bộ to như khiếu luôn anh em ạ. Đấy các bác nhìn không? Cực kỳ là chất luôn anh em nhá. Em quay luôn cho anh em xem đầu mặt nó này. Đầu mặt nó đây anh em ơi. Quá là chất luôn anh em ạ. Đấy, chân đây anh em ơi. Chân ở đây anh em nhé. Móng mèo của đây cực kỳ là đẹp luôn anh em ạ. Móng mèo ngắn tí này anh em ơi. Đó. Bộ to chưa? Đứng chặt lồng luôn anh em ạ. Lâu lắm mới kiếm được một em họa mi bộ khiếu như này. Xin mời các bác lắng nghe giọng hót. Nó chưa căng đét hẳn đâu anh em nhé. Con này nó không căng đét hẳn thì đẳng cấp nữa anh em ạ. Thank you.
anh lấy bao nhiêu cứ bảo em. Trời nắng mà con chim này hót rất là tốt anh em nhé. Thank you.
Hột dã man luôn anh em ạ. Hột đây nhỉ. Rồi anh em nhá, video nó hơn chục phút rồi, em xin phép là dừng video đây. Một chim này thì hot đẳng cấp rồi anh em ơi. Em xin phép dừng video nhá. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá.